Xin kính chào quý vị và các bạn đồng nghiệp. Tên tôi là Nguyễn Bất Tùng, hiện đang làm việc tại ban quản lý tòa nhà Hanico Tower. Tôi đã gắn bó với công ty TMC cũng được 6 năm, trải qua nhiều dự án với những vị trí và vai trò khác nhau. Tôi cũng đã được ban lãnh đạo công ty tạo điều kiện cho tham dự các chương trình đào tạo cấp công ty. Và hơn thế nữa, tôi cũng được tham gia trực tiếp đào tạo các thành viên TMC tại các dự án khác nhau. Nhìn lại, chặng đường đã trải qua cùng TMC, tôi thấy mình trưởng thành lên rất là nhiều về kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, nắm bắt vững vàng nghề quản lý bất động sản của công ty TMC đang triển khai tại các dự án. Công ty TMC đang trên đà phát triển vươn mình ra thế giới. Tôi mong muốn trong năm 2017, công ty sẽ có những đột phá hơn nữa, đem lại một chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Để thực hiện được những điều đó, mỗi thành viên TMC cần nỗ lực hơn nữa trong công tác quản lý và vận hành tòa nhà. Về cá nhân tôi, trong năm 2017, điều tôi mong ước lớn nhất đó là gia đình tôi, ông bà, bố mẹ, anh chị em, vợ con được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Năm cũ sắp đi qua, năm mới Đinh Dậu 2017 sắp đến. Thay mặt ban quản lý tòa nhà Hanico Tower, xin kính chúc ban lãnh đạo công ty TMC cùng toàn thể nhân viên TMC một năm mới thật đầm ấm, luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc cùng với nhiều thành công và may mắn.